Thưa bác, con tên là Nguyễn Thị Mỹ Loan, hiện quân ngụ tại nhà bè thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến đây để hỏi bác về 18 vị A-La-Hán. Xin bác dựa theo khoa học hiện đại ngày nay để lý giải cho con rõ thông ạ. À. Rồi, con hỏi đi. Dạ, thưa bác, vì sao có 18 vị A-La-Hán, con số 18 tượng trưng cho gì, điều gì ạ? A-La-Hán là con, là nó tượng trưng cho con người ta là 6 căn mà nó ba thời, quá khứ, hiện tại vậy lại ba lần 6 lần 3 18, 18 phép thần thông của cái một vị a la hán. Đây là, là là con số vật lý để mà tạo thành thần thông của a la hán là con số vật lý. Nó căn cứ vào tánh con người và ba thời của con người mới tạo ra được thần thông của a la hán. Rồi con hỏi từng pháp môn Thiền tông đi. Ủa, pháp môn A là Hán đi bắt trả lời cho con. Dạ thưa bác câu số 2 theo cấp bậc thần thông nào là thấp nhất thần thông nào là cao tột nhất trong 18 bậc thần thông của Phật dựa vào khoa học hai cấp này tương tự cho điều gì vậy? Bây giờ thần thông thì không có cao thấp mà nó từng khía cạnh nó từng khía cạnh chứ không phải là cao thấp tùy theo hoàn cảnh mà nó xuất thần thông chứ không phải là lúc nào xuất thần thông ví dụ bây giờ cái ông a la hán ông thấy cái cảnh ông vui mình thì vui khác mà a la hán nó vui khác Thấy đó thì mình nó gây bằng cái ba cái cái, cái sáu cái cái tầng này nè nó, nó, đáp ứng được cái gì thì nó sẽ hiển ra cái đó thần thông của a la hán là hiển ra nhưng mà thiền thần tông A-la-hán nó có cái đặc biệt là nó biết sử dụng thuật điện từ âm dương. Có vậy thôi. Chứ A-la-hán không có đánh ai đâu. Nhưng mà sử dụng thuật điện từ âm dương để mà bảo tồn cái thân của A-la-hán thôi. Vì thế mà một vị Phật ra đời anh phải có Phật phải có cái thần thông này để bảo vệ một cái, một thân Phật. Một thân vị toàn năng toàn giác mang thân người. Không có A-la-hán này thì không mà cái người mà giảng đạo hoàn toàn không bảo vệ được, Đó, bởi vì cái thần, cái a la hán này thì nó mít lòng tất cả với cái những người mà thế giới cúng tụng này nè, a la hán cũng đâu có ổng ông cũng đâu có dạy cho cúng tụng đâu, thì ông phải bảo vệ ông. vì thế mà bất cứ một vị phật nào muốn dạy Phật thì anh phải có 18 phép thần thông của a la hán thì mới dạy đạo được, còn không có nó đập chết liền, mấy cái người vật lý đập chết liền. Rồi con hỏi tiếp đi Dạ câu thứ ba Vị A à, La Hán thứ nhất Tay phải cầm chiếc tháp Nên gọi là La Hán Thác Thác Tháp Điều này tượng trưng cho thần thông nào của Đức Phật ạ? À? Thần thông thu nhập Giờ nó muốn bắt nhốt con Đưa cái tháp vô kéo con vô Nhốt không tháp Vì thế mà con thấy trong cái phim không? Ông nào dùng cái tháp và nhốt vào, tôn vào không vô <laughs> Nó đập bể tháp Cái gì đó, gọi là gọi là thu phục cái tháp đó gọi là tháp thu phục thần thông thu phục tôi cũng không không thu phục được chứ người thường đó, thu phục nhốt nhốt chết luôn á giờ có hỏi tiếp đi dạ câu thứ tư ạ à. vị la a, la hán thứ hai ngài đưa hai tay lên cao rất sảng khoái gọi là la hán thám thủ điều này tượng trưng cho thần thông nào của đức phật ạ à? phản khoái là đưa nó sẽ là cái vui của ổng là tới trời, tới trời luôn á. còn mình vui có chút về, ổng, ổng vui tới trời luôn á. cái sức, cái sức vui của ổng nó phát lên tới thiên đình luôn á. và, và lại kháng, kháng thủ. Không? bởi vậy ông đưa tay, ông ông, ông, ông đỡ mà, ông thu, thu cái năng lượng từ trên không gian xuống. không phải đơn giản đâu. cái này là gọi là thần thông thu thôi thôi chứ còn trên cái vấn đề mà <laughs> tu hành không ăn thua gì hết tu hành đó tu hành mà vấn đề mà tu hành về tất cả các đạo thì khi dụng thuật âm dương thôi hai cái này là để bảo vệ của người này thôi rồi con hỏi tiếp đi dạ câu hỏi thứ năm mà vị a la hán thứ ba ngài vạch áo bày ngực ra nên gọi là la hán khai tâm điều này tượng trưng cho thần thông nào của đức phật ạ à? chứ tâm là gì tâm là tim đó nó ta mở được tim nè thấy được tâm gan tìm phế thận của ta <laughs> thông nó bây giờ á bây giờ người bây giờ cũng khai tâm được là đọc đó biết không chụp cái máy chụp cái máy thấy tim gan tìm phế thận giờ thấy hồi xưa là ông phải dùng thuốc ông thấy bây giờ vô bệnh viện nó đưa cái máy vô, thấy tim gan tìm phế thận còn hết bây giờ nói thiệt con người bây giờ còn mạnh hơn a la hán ngày xưa luôn không? Đâu câu hỏi tiếp đi Dạ câu hỏi thứ sáu Vị A-la-hán thứ tư Ngài thể hiện gương mặt tươi vui Đi du hóa khắp nơi Nên lọ, nên gọi là La-hán hỷ khánh Điều này tượng trưng thần thông nào của Đức Phật ạ? À? Cái này là thần thông vô ngại Ở đâu cũng được hết Đi đâu cũng vui hết Có nghĩa là con nhìn thấy trong cái tam giới này Thế giới này cái gì cũng vui vui tươi Nó bằng sự thật Bởi vì người ta hiểu được là ta vui lắm còn con mà không không hiểu con thấy chỗ này con nhớ thay, phân biệt cái này phân biệt kia còn người ta không có phân biệt cái vui rồi nó hết phân biệt rồi nè thành, thành, ra thành ra gọi gọi là ổng vui thôi bây giờ hồi xưa đó con thấy người ta khổ thì con con cũng khổ người ta bây giờ không thấy người ta khổ tại mày tại mày gieo nhân quả mày khổ tao cũng vui ổng không, không dính khỏi là không dính với không dính với bất cứ cái trần cảnh nào hết khi mà ổng vui là không dính rồi câu hỏi tiếp đi Dạ câu hỏi thứ bảy Vị A, vị La Hán thứ năm Ngài ngồi kiết già nên gọi là La Hán tỉnh tọa Điều này tượng trưng thần thông nào của Đức Phật à Thần thông ông tỉnh tọa Ông kêu ông ông Thánh <laughs> Thế mày nhập vô tên chồng tao đi <laughs> tao sai mày làm gì làm Tất cả người thường Người thiền dính vô cái vụ này Đa <laughs> số người ta tu tao không hiểu dính vô này Có nghĩa là tỉnh tọa để gì Nhờ vị Thánh giúp đỡ đó giờ tôi thánh giúp đỡ để ông muốn làm cái gì đó nguyên tắc trái đất này là của thánh quản lý thánh quản lý mà nó có cái tổ chức thì tất cả những người tu hành kêu bằng chân chánh nhờ được hết trừ trường hợp mà cái thánh la tha thì thể để thể giải thích sao bởi vì bây giờ ông thích ca đó ông giải đạo tiểu thừa tại sao ông chứng được a la hán <laughs> thì ông mấy ông nhờ ông mấy ông thánh này giúp đỡ ổng, chứ làm sao ông thích ca thành thánh được thấy không đã ta tồn năng thần giác là ta nhờ về sao con phải hiểu cái trái đất này cái tổ chức cái trái đất này nó lạ lắm chứ không phải đừng chứ không phải giống như người ta hiểu đâu đó vì thế mà ông ngồi mà ông ngồi mà để ông được này là kia là ông nhờ mấy ông thánh giúp ổng. đạt được cái mục đích của nó đây là ông biểu dương cái sức mạnh của 18 phép thần thông thôi cái sự thật là để cho người ta vui thôi chứ làm cái gì ông là ông có dám đánh ai không thấy không chỉ ông biết thôi a à, la hán để biết mà để sử dụng hai cái thuật âm dương thôi với tất cả những ông nào dạy cái này phải thuật âm dương thì mới dạy được ngoài ra kia để biểu diễn, biểu diễn cho nó vui thôi chứ không ăn thua gì hết rồi câu hỏi tiếp đi dạ câu hỏi thứ 8 vị a la hán thứ sáu ngài ngồi kê tay trên ba quyển sách gọi là la hán ba tiêu điều này tượng trưng thần thông nào của Đức Phật à? Không, thì thần thông gì đâu, cái này không phải thần thông mà là, là... ông thuộc ba bộ sách tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. <laughs> ba tiêu là ba bộ sách, ông hiểu hết cái này chứ không phải thần thông mà là ông hiểu. Ông có cái trí tuệ ông cũng biết hết trong ba cái bộ sách thì uh, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa niệm Phật niệm chú niệm này là ông hiểu hết chứ, chứ đây là cái cái sự trí tuệ ổng gọi là nó chứa được chứa được trong ba cái quyển sách này nè rồi câu hỏi tiếp đi dạ câu hỏi thứ 9 vị a la hán thứ bảy thường vui đùa với con sư tử hay quấn quýt bên chân ngài nên gọi là la hán tiếu sư điều này tượng trưng thần thông nào của đức phật ạ à? Thế, thế, giới này còn suy nghĩ nè. cái con sư tử là hung dữ nhất mà ông coi là bạn đó. nó vô ngại thấy không có nghĩa là ổng còn điêu phục nổi con này ổng coi cái hung dữ được giống như đồ chơi vậy ổng con suy nghĩ không ổng có cái lực này thì ổng mới dám giỡn với con sự tử vậy chứ nếu mà ổng có cái lực này sao ổng dám đụng tới nó cắn ông chết thấy không rồi cái cái ổng có cái thần thông này ổng phục được là ôi ổng lên mấy thằng dữ hung dữ giống như những gì ruột trời bởi vì ngày xưa có cái câu chuyện một chị a la hán ở bên Trung Quốc á, khi nó đi đến đến một cái nơi hai bên đang giàu tranh hồi xưa nó đánh dữ lắm, ông ngờ à, ông giờ à, ông à, ông, à. ông mới đi vô, nói người ta đang giàu tranh ông vô đây làm thầy tu vô đây làm gì, tàu cang tụi bay không cho đánh nữa, cang thiệt không, được, giờ ông cho tôi đâm ông cái nữa. được, đâm đâm đi, thằng kia nó mới vừa đâm mà đâm mông là hán cái cái bụng cái bụng cái thằng đâm nó chảy máu cái, cái, cái ông, ông, cười ông hỏi chứ sao mày không đâm đi nó không không dám nữa <laughs> chính đâm đâm người ta mà lại đâm ông đâm cái thằng đâm mấy lính đó hàng phục được mấy cái ông về nè thấy không đó là cái cái thuật của a la nó vậy có nghĩa là hồi xưa đó có nhiều cái người ta là ổng đang đi, đi về đó mà lấy dục đá phang phang người ta mới vừa phang ra cái, cái thằng nó la ô đau quá nói, ô, hỏi mày sao vậy nó tao chọi ông sao trúng tôi ai có biết Sao phải tao biết đi ông dùng cái thuật dương đẩy dương đẩy ngược lại vua quăng ra trái để quăng mạnh cái cục đá cái, cái cục đá nó quăng lại trúng trúng cái người văn vì thế mà trong đạo phật có cái câu là ngậm máu phun người mà ông ngớ phun người vô miệng mình là cái chỗ này này cái gì ác mình đưa cho người ta nó trả lời mình hết a à, la hán nó được cái cái phép này nè cái phép này là gì là dùng sử dụng điện từ dương đã trả lời thôi chứ đâu có gì khả rồi câu hỏi tiếp đi dạ câu hỏi thứ ạ à. vị a la hán thứ 8 ngày ngồi trên con nai nên gọi là la hán tọa lộc điều này tượng trưng thần thông nào của đức phật à thần thông gì ổng <laughs> là con nai là gì mình nói là con nai già ngơ ngác phải không ổng coi bình thường người ta tưởng ổng là tưởng ổng là cái cái ông cái là cái quần ngơ ngác cái ông có khờ khờ ấy. chứ sự thật ổng xếp theo thường chính ổng đưa cái con con nai ra để ổng tượng trưng thôi tất cả những cái gì mà a la hán đưa ra là để tượng trưng chứ không có thật. Mà thần thông này là gì? Là trong cái điện từ âm dương ống điều hòa được cái điện từ âm dương này Điện từ âm dương mà nó quay thì nó mới phát sanh ra Còn nếu mà nó không cho quay Tại sao nó đứng bình thường Con nai nó là bình thường Nó không có làm gì được hết rồi Người ta gọi là con nai già ngơ ngác là cái chỗ này là nó hiện từ, có vậy thôi Rồi, câu hỏi tiếp đi Dạ, câu hỏi thứ 11 Vị A-la-hán thứ 9 Ngài có đôi lông mày rất dày Nên gọi là La-hán trường mi điều này tượng trưng cho thần thông nào của Đức Phật à? chứ à, trường mi là long mi dài, long mi dài để nó nó dẫn cái gì? nó dẫn tánh thấy của con mắt đi, thấy trùm khắp, à, Hắn có cái thuộc trùng nhìn thấy xa, đó, thì cái, ông có cái phép này nè, mà thấy xa để làm gì? dùng cái điện từ dương kéo đi, giống như mình ở đây. Bây giờ mình cũng ở đây thiếu gì người có, A La Hán Trường Mi, con biết đâu không? Con đi qua bên Mỹ trên cái tháp Eiffel đó, con bỏ vô một euro thôi, con nhìn thấy một cái thấy hành tinh khác luôn. <laughs> nhìn thấy gì? Đâu? Đó. đó, thì tưởng trưng ra là con mắt thấy xa Trường Mi là con mắt thấy xa Bây giờ nói xin lỗi Trái đất này nhiều ta thành A-la-hán nhiều lắm Rồi con hỏi tiếp đi Dạ câu hỏi thứ 12 Vị A-la-hán thứ 10 Ngài ngồi trên lưng con rồng Nên gọi là La-hán hàng long Điều này tượng trưng cho thần thông nào của Đức Phật ạ à? Bây giờ trên thế giới con rồng là gì là lớn nhất á Quay dũng nhất á Vì thế mà mỗi nước ta nói là ông vua là gì Ông vua là là con rồng Mà ông một thoàn phục ông vua được Tức bởi vì ông A-la-hán đi tới đâu á ông đã, tôi nhớ có cái câu cái, câu, câu, câu chuyện mà là hán vô cái cung vua mấy lính nó đuổi nó đuổi nó không cho đi vô nó nói, mày đuổi tao thì mày kêu vua mày đã đây <laughs> nó nói, ông là ai nói, tao là tao chứ là ai năm phút sau cái ông vua nó đến quỳ rước ông vô biết hàng phục đông vua luôn á ông đây mà không có thằng thầu cũng kéo ông vua ra ông vua phải quỳ rồi quỳ ấy là thôi mời ngài vô để tôi đãi ngài bữa ôm, <laughs> mấy lính phải sợ hàng long là hàng cái này hàng long là bởi vì tại sao ngày xưa người ta thờ cái con rồng mà nó ông vua ngồi trên con rồng nó ghế rồng mà ông có hàng phục được vua đó thì đồ mấy này ăn thua gì gọi là ha, gọi là ha, là ha. hàng phục long là hàng phục vua chúa chứ không phải nhỏ đâu rồi con. Câu hỏi à, dạ, câu... hỏi thứ 13. Vị A-la-hán thứ 11. Ngài thường mang một cái túi vải bên người để đựng rắn, nên gọi là La-hán bố đại. Điều này tượng trưng cho thần thông nào của Đức Phật ạ? À? Ờ, cái đó là, là cái Tất, tất cả con người mà độc địa hay nào Ông hốt vô Ông hốt vô, ông giữ hết Nó tượng trưng là mấy con rắn độc Con người mà con giữ cỡ nào Ông cũng hàng phục con được hết Thấy không? Còn rắn độc mà ông còn bỏ túi được Hướng chư mà con Mấy con người mà gọi Bởi vì thế mà Ông đi đến mà cái nơi mà chiến tranh đó, Ông vô tỉnh bơ Hồi xưa không phải súng ống như mình Xưa nó đâm nó mày đâm tao thì cũng được Tao người ta cũng muốn chết rồi đó Thằng kia nó đâm ổng liền Đâm hơi nó lũng lũng ruột của thằng kia quả hồn hết chứ Sử dụng phép thần thông là gì vẫn Kêu bằng nó cũng sử dụng điện từ thôi Chứ không có lạ gì trời trời, trời, trời tất cả những cái 18 A-la-hán này là 18 cái kêu bằng hàng phục Được tất cả những cái gì Mà có trên thế gian này Dù dữ hiền ác gì không phải Hàng phục được hết Rồi câu hỏi tiếp đi Dạ câu hỏi thứ 14 Vị A-la-hán thứ 12 Ngài ngồi ngoái tay một cách thú vị Nên gọi là La-hán ngoái nhỉ Khoái nhỉ Điều này tượng trưng cho thần thông nào của Đức Phật à? Thần thông âm thanh Thế thôi ông, ông, được âm thanh Bởi vì quan âm Bồ Tát cũng nhờ cái thần thông này <laughs> Ông nghe được xa lắm Phải vậy ông, ông nghe ông, nghe tất cả Ông nghe trên trời nói luôn Mấy ông trời nói chuyện Mấy cô hồn nói ông nghe hết Nghe mà có nhiều khi mà người ta người ổng đừng nghe ổng đang ngồi nhưng mà ổng nói ổng nói người ta tưởng là ổng nói điên ổng <laughs> đang ngồi ổng nói tụi bay đừng có đánh lộn mà ở xung quanh ta đâu biết nhưng mà chính là ổng thấy những cái nơi mà đánh lộn á nó, dừng lại không phải vậy là vì ông có cái là phong cái cái phong nhĩ mà cái, cái, đi theo bằng cái hơi gió của cái thế ấy bây giờ mình mình mới hiểu là cái ngày xưa đó ổng nghe được đi xa là gì là nhờ cái điện điện từ âm dương mình bây giờ nghe được âm dương cũng vậy ví dụ nghe bên đài bên mỹ nó nói mình ở đây mình nghe được là nó theo cái cái gió và đằng, cái điện á là 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 mình hiểu mình nghe được suốt cái này đó. thành ra bây giờ dân minh rồi mới giải thích được cái 18 a la hán này còn nếu mà chưa họ nói không không ai tin nói nó mình nói khùng Giao dạ, câu hỏi tiếp đi Dạ câu hỏi thứ 15 Vị A-la-hán thứ 13 Ngài ngồi trầm tư nên gọi là La-hán trầm tư Có người còn giải thích đó là Ngài La-hầu-la con của Đức Phật Điều này tượng trưng cho thần thông nào của Đức Phật ạ à? trầm tư là ông suy nghĩ để tìm hiểu vật chất thôi chứ về gia có nghĩa là tầm tư mình đây mấy ông thầy mà ông ngồi suy tư là là muốn đạt cái thần thông này đi để, để hiểu cái hữu dụng vật chất gọi là tâm tư mà trong cái đại, trong pháp môn đại thừa phật giáo rồi là suy tư suy tư để tìm hiểu vật chất mà trong a la ta gọi là trầm tư vật chất để biết được cái này cái kia gọi là trầm tư để tìm hiểu được cái hữu dụng của vật chất. Đâu rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ 16. Vị A-la-hán thứ 14. Ngài cầm trên tay một cây rậy có gắn một cái chuông dùng để tạo ra âm thanh khi đi khất thực nên gọi là la hán kháng môn điều này tượng trưng cho thần thông nào của đức phật ạ à? Thế này ông muốn độ người ta đó tất cả những mấy ông mà la hán muốn độ á. bây giờ con mà con ác cỡ nào đó. không ông quay ông lắc mấy tiếng chuông con lại rồi lại rồi ông giảng cho con nghe không? Rồi cái này còn còn mà ổng đi đâu đó, mà ổng lâu quá không ai cúng ổng á thì ổng lắc mấy tiếng cái tự nhiên có ta đem đồ tới 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 cúng ổng. Có vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ 17, vị là A La Hán thứ 15, ngài ngồi trên lưng con voi trắng nên gọi là La Hán kỵ tượng. Điều này tượng trưng cho thần thông nào của Đức Phật à? Cái kỵ tượng này là cái là cái cốt truyện nó đơn không đơn giản đâu. Ngày xưa thích ca mà ông Thái tử Đạt Đạt Đa mà muốn vô vô kêu bằng à, thay mẹ không nhờ con cung con cho trắng này là mới vô được. Mà khi mà sáu vị lãnh đạo của trái đất này thỉnh ông thích ca nhập thai hoàng cung nhập thai mẹ mà hai cái giá thì phải do một vị a la hán trực tiếp thực hiện cái con voi này con voi này là ngày xưa đức phật vào thai mẹ cũng bằng con voi cũng bằng con voi này, để 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 nó không quên. Được. Cái cái con voi của của Đức Phật nhập nhập vào thai mẹ là con voi sáu, con voi trắng sáu ngà. Còn con voi hiện trợ của A La sử dụng có hai thôi, phải quấy thôi. Còn ông kia là sáu cái du minh. Tất cả chi A La Hán được quyền thực hiện con voi trắng, con voi cũng được ổng được quyền thực hiện, đấy. bởi vì bất cả, tất cả những gì Phật mà đến đây dạy đạo đều có bị a la hát phải trợ giúp ổng mới, mới mới thành công được. Giống như là một ông vua đi đâu thì phải có kêu bằng quan quan giòn giang võ đi theo chứ mình ổng không làm được. Chính ông Thích Ca vô đây mà rất nhiều người giúp ổng, ổng mới, ổng mới dạy được cái đạo này. Không có không dạy đạo được, không có không. Nếu mà ổng không có mà cái gì mười phép mười tám phép thần thông qua là hán thì ông không dạy được đạo được nó đạp ông chết liền Vậy ông dạy cũng dạy ông phá người ta mà chứ đâu phải nhỏ đâu Rồi con hỏi tiếp đi dạ câu hỏi thứ mười tám vị a la hán thứ mười sáu ngài hay dùng thuyền đi hoàng hóa khắp nơi nên gọi là la hán quá giang điều này tượng trưng cho thần thông nào của đức phật ạ à? này là ổng đi theo cái kiểu mà trên thương hồ á để ông ông hoàng đạo hoàng đạo những người mà gọi là sống về nghề biển nghề nước nghề sông nước ông đi ông đi ông ông đi hoàng đạo để độ những người mà trên mặt nước sống nghề trên mặt nước rồi là hãng quá giang là cái chỗ này giang là chỉ sông đi trên sông nó còn ở trên này thì nó có người trên bờ nó khác rồi bây giờ hồi xưa mà làm sao mà con ví dụ cái người, người ta ở hải đảo con muốn đậu người ta làm là sao con phải dùng thuyền con đi chứ không phải không phải là không có dùng thuyền được còn những người, người ta sống ngoài thuyền bè ở ngoài ngoài biển rồi ngoài sông lớn sao không phải sử dụng cái này rồi con hỏi tiếp đi Dạ câu hỏi thứ 19 Vị A-La-Hán thứ 17 Ngài ngồi trên lưng con hổ Nên gọi là La-Hán phục hổ Điều này tượng trưng thần thông nào của Đức Phật ạ? À? Hàng phục những cái gì mà dữ dội nhất Trên trái đất, đất này có con gì giữ à, Dữ bằng con hổ không? mà ông coi giống được trời Trèo lên Ông trèo lên ngồi chơi Đấy không? Đó, rồi là La-Hán phục hổ Có nghĩa là giữ cỡ nào tôi cũng phục được hết Ý là vậy Giờ, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ 20, vị A La Hán thứ 18, ngài thường hay mang một cái chén bằng sắt nên gọi là La Hán cử bát. Điều này tượng trưng thần thông nào của Đức Phật ạ? À? Phá vỡ được tất cả những gì có trên thế gian này, dù cứng như sắt cũng phá hết được. Đó, A La Hán có thao này mà sử dụng thuốc á. Bây giờ thuốc cái điện từ âm dương bây giờ bây giờ thành ra khoa học mới chứng minh được cái này. Ngày xưa con có làm sao mà con phá được những cái cửa sắt không? Hoàn toàn. Nhưng bây giờ xin lỗi cửa sắt dễ dàng. Nó đặt cho mình nó giật cái ầm. Mình là gì? Giật lưới âm dương. Nó nén vào cái sức công phá của vật lý âm dương. Nó phá cái này thôi giống cái có gì đâu. Thấy không? Nó, bởi vì ngày xưa đó. Được cái gì? Cái gì cứng bằng sắt. Đá cũng đâu bằng sắt nữa. Mà ổng giật phá được hết cái này. Đây là tượng trưng. Mà bây giờ tính cái thời buổi này là A-la-hán Kêu phá sắc dễ ợt, Tàu nó còn phá được chứ cái cửa nhầm gì Phải không? Rồi câu hỏi tiếp đi Dạ câu hỏi thứ 21 câu hỏi cuối cùng của con ạ à. Ngày nay con người có thể vận dụng khoa học Để tạo các loại thần thông như của Đức Phật hay không ạ? À? à? bây giờ hơn không phải về thời Đức Phật Bây giờ thần thông hồi xưa Đức Phật phải không? À, cái ông mà vô não ông dí ông phật dùng cái sử cái sử dụng cái thuật điện từ dương đó, đẩy vô não ông ông chạy tới hoài nó cứ đứng hoài bây giờ người ta làm 10 lần luôn không biết gì không có ông vô não ông thua bây giờ xin lỗi mà nguyên chiếc mình một chiếc đoàn xe tăng nó chạy đó <laughs> mình bli mò nó quăng nó thổi một cái bài mất hết mấy chục chiếc xe tăng luôn có mạnh không thấy không Thời buổi văn minh này thì tất cả những gì A-la-hán ngày xưa làm được, bây giờ người ta làm được hết. Hồi xưa đó, thí dụ mình nói A-la-hán khai tâm, ta thấy được cái tim. Giờ, xin lỗi ai, bây giờ con và con cũng thầm A-la-hán khai tâm nữa. <laughs> kêu nó đứng vô trong cái máy, con nhìn thấy hết, thấy, thấy, thấy tim ra, tìm phải tận hết. Thấy không? Người thường giờ cũng làm được thôi Nghĩa là có phương tiện làm được hết Đó Bây giờ thành ra ngày Bây giờ đó thì <laughs> Những cái gì mà Đức Phật nói ngày xưa Bây giờ thực hiện được hết Là sao? Là chuẩn bị thế giới đi vào trong ngộ cục đó. Có nghĩa là ngày xưa Đức Phật nói cái gì Thì bây giờ loài người đã làm được cái đó Mà làm gấp 10 lần ổng à. Thấy không? Thành ra mình phải mình mừng Nhưng mà mình lo mừng người dân minh nhưng mà rất lo rất lo là sao vì con người nó có cái tưởng ác này. chết chết vì cái tưởng này. chết vì cái ác này. rồi con hỏi tiếp đi dạ con xin hết à con cảm ơn bác đã hiểu rõ phần này à. rồi cảm ơn con hỏi